rất là nhiều người nhá, nhưng mà bây giờ thì nó mới mới sáng thì không thấy mùi. Thì mọi người cứ theo dõi. Chuyện thì rất là nhiều luôn. Ăn là quả cây đa nhá mọi người. Nhưng mà có mai rất là nhiều. Chỗ mình này thì có mai quá mọi người. Rất là nhiều chim. Tiếc quá nó không ấy. Mình cũng không đo được, chắc là xa quá hay là gần quá, mình cũng đo không được bên mình này. Tiếc quá, nó nhảy quá. Toàn dịch mình cũng đo không được. Nó chảy quá mà. Lồng ra rất là nhiều nhưng mà cũng không rơi đâu mọi người.
Con chuyền nó đang ở trên này, cây dưới kia mọi người nhá. Đó. Con chuyền hạ quả nha. Đây. Con chuyền cũng khá là nhiều mọi người nhá. Nhưng mà cũng khá là xa luôn ạ. Đây con chim kia là toàn là chim cu róc nhé. Nhưng mà nó chưa về ăn quả ở trên này. Nó đang ăn quả ở dưới kia thôi. Cái cây này cũng là cây quả em nghĩ. Đây. Đây thì cũng cũng không xa mấy mà chỉ tầm tầm mấy trăm mét thôi. Đây này. Nhưng mà cái điện thoại của mình cũng khá là mờ mọi người nhá, không nhìn thấy rõ. Cho màu thì nó nằm ở dưới này. Kìa mọi người rất là nhiều luôn ạ, con chim toàn là chim ngon nhưng mà cũng chưa thấy chim cu xanh về mới nha. Quả đa này thì cu xanh nó cũng về ám lắm nhưng mà sắn này thì chưa thấy về.